Này, cái bức hình này khá là nổi tiếng, chúng ta đã từng thấy trong những cái phim, những cái thước phim hay là hình tư liệu, tài liệu về chiến tranh Việt Nam. Chú là biệt cách dù tiến vào An Lộc tháng 4 năm 1972. Vậy bác cho biết là bác có nhận ra vị quân nhân nào không ạ? Trên bức hình này. Trong lượt trường đi trước là Hồ Nhật Tân. À dạ, tức là người đi đầu tiên này. Lúc đó thì cái cấp bậc của ông á. Trong lượt trường á thì thiếu úy. Dạ thiếu úy, trung đội trưởng Hồ Nhật Tân ạ. Hồ Nhật Tân.